Về già, có 6 bộ phận cơ thể càng bẩn càng khỏe mạnh. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, vệ sinh cơ thể hay còn gọi là tắm rửa dường như đã trở thành thói quen không thể thiếu mỗi ngày của chúng ta. Không chỉ giúp làm sạch cơ thể khỏi bụi bẩn, mồ hôi, vi khuẩn gây bệnh, việc tắm rửa thường xuyên còn giúp nâng cao hệ miễn dịch, làm đẹp da, tăng cường sự tuần hoàn máu. Ắt hẳn là nhiều người trong số chúng ta quan niệm rằng càng sạch sẽ càng tốt. Do đó, nếu vệ sinh, tắm rửa càng kỹ sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn không chính xác. Đặc biệt là với 6 bộ phận trên cơ thể dưới đây, nếu vệ sinh quá sạch sẽ, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập hơn và sinh bệnh. Hãy cùng Ngẫm Sử Thi lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Bộ phận thứ nhất, tai, thường xuyên ngoáy tai dễ gây viêm nhiễm. Ai cũng nghĩ sấy tai là thứ bẩn thỉu, nhưng sự thật đây chính là chất bôi trơn để ống tai ngăn ngừa vi khuẩn, côn trùng xâm nhập từ bên ngoài vào. Do đó, nếu sấy tai được lấy ra quá sạch sẽ, tương đương với việc loại bỏ một lớp bảo vệ và vi khuẩn có nhiều khả năng xâm nhập vào ống tai, từ đó gây viêm, đau, chảy mủ và các triệu chứng khác. Hơn nữa, tai của chúng ta còn có cơ chế tự làm. Khi chúng ta nói chuyện, ngáp, sấy tai sẽ tự đào thải ra ngoài theo chuyển động của phần hàm do lông trên da điều khiển. Bộ phận thứ hai, mũi. Ngoáy mũi thường xuyên sẽ khiến niêm mạc mũi bị tổn thương. Chúng ta có thói quen ngoáy mũi để lấy đi rỉ mũi, làm sạch cho khoang mũi. Tuy nhiên, việc ngoáy mũi quá thường xuyên cũng đồng nghĩa với việc chính chúng ta đang làm tổn thương niêm mạc mũi của mình. Quý vị nên biết rằng khoang mũi có khả năng tự làm sạch, trong khi đó chúng ta dùng ngón tay để ngoáy mũi mạnh có thể khiến niêm mạc và các mao mạch tổn thương, gây nhiễm khuẩn. Trong một số trường hợp còn gây biến dạng mũi, rất nguy hiểm. Bộ phận thứ 3, rốn. Thường xuyên ngoáy rốn có thể khiến chức năng tiêu hóa suy giảm. Nhiều người cho rằng cần phải chăm sóc rốn bằng cách vệ sinh nó và lấy đi những chất bẩn tích tụ lại trong những nếp gấp của rốn. Một số người còn có thói quen dùng móng tay móc chất bẩn từ rốn. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết những chất bẩn tồn tại trong rốn không phải ngẫu nhiên và không có vai trò gì. Những chất bẩn này giúp lỗ rốn duy trì nhiệt độ bình thường. Nếu thiếu chúng, nhiệt lượng sẽ bị phát tán nhanh, gây tổn hại đến chức năng dạ dày và ruột. Do đó, nếu rốn quá sạch sẽ, gây thoát nhiệt nhanh, chức năng tiêu hóa có thể bị suy giảm. Nếu dùng lực ngoáy rốn quá mạnh mẽ sẽ làm tổn thương vùng da mỏng manh của rốn, dễ gây viêm nhiễm. Trong trường hợp mạnh, thậm chí còn sinh mủ và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào các mạch máu quan trọng trong khoang bụng. Bộ phận thứ tư, mặt. Rửa mặt quá nhiều sẽ gây các vấn đề về da. Đây là bộ phận thường được chúng ta quan tâm, vệ sinh nhiều nhất mỗi ngày, đặc biệt là với phái nữ nên thường xuyên rửa mặt thật sạch. Thậm chí không ít phái đẹp còn dùng khăn rửa mặt ướt lau rất mạnh lên da. Nhưng chính việc rửa mặt quá kỹ này có thể sẽ làm da mất đi các loại dầu tự nhiên, kích thích tuyến nhờn trên da, gây tiết dầu nhiều hơn và sinh mụn. Đặc biệt trong những ngày thời tiết hanh khô của mùa đông, việc rửa mặt đồng nghĩa tới vắt kiệt lượng nước trên da, giúp chúng trở nên khô, căng và rất khó chịu. Bộ phận thứ 5, âm đạo. Sử dụng dung dịch vệ sinh vùng kín thái quá có thể gây các bệnh phụ khoa. Vùng kín của phụ nữ có tác dụng tẩy rửa riêng, thông thường chỉ cần vệ sinh bằng nước sạch là đủ. Do đó, vệ sinh quá sạch làm rối loạn sự cân bằng giữa vi sinh vật có lợi, khiến âm đạo dễ bị nhiễm trùng.
Đặc biệt, thói quen sử dụng các loại nước rửa vệ sinh, dung dịch vệ sinh để vệ sinh quá sạch sẽ sẽ khiến hệ vi sinh vật trong âm đạo bị mất cân bằng và gây viêm nhiễm, nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Bộ phận thứ 6. Răng. Đánh răng sai cách sẽ làm hỏng men răng. Đánh răng là một thói quen sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta đều biết cách đánh răng đúng cách. Quý vị cần biết rằng men răng có nhiệm vụ bảo vệ răng khỏi sự bào mòn, nhiệt độ cao và hóa chất. Do đó, nếu đánh răng quá mạnh, quá lâu, quá nhiều lần trong ngày sẽ khiến răng yếu và nhạy cảm hơn, lâu ngày sẽ làm hỏng men răng. Quý vị thân mến, 6 bộ phận trên càng bẩn càng khỏe mạnh, nhưng không có nghĩa là chúng ta có cách sống cũng bẩn thỉu, luộm thuộm. Bừa bộn, bẩn thỉu chẳng có ai là thích cả. Hãy cùng ngẫm Sử Thi lắng nghe những câu chuyện sau đây để cùng rút kinh nghiệm cho bản thân mình quý vị nhé. Phát điên với cả nhà chồng ăn ở bẩn thỉu. Tôi năm nay 26 tuổi, chồng lớn hơn tôi 1 tuổi. Quen nhau 4 năm và cũng trải qua nhiều khó khăn, chúng tôi mới đến được với nhau. Nhưng có thể là do 2 tuần mới gặp một lần, cho nên tôi chưa hiểu hết về con người của chồng cũng như gia đình anh ấy. Ngày còn yêu nhau, thi thoảng tôi cũng vài lần sang chỗ trọ chồng chơi rồi nấu nướng, dọn dẹp. Phải thú thực rằng chồng tôi lúc đó là một người vô cùng bẩn và bừa bộn. Vẫn biết đàn ông con trai thường thế, nhưng với anh thì là vô đối. Phòng anh ở như cái ổ chuột, gầm giường thì nhét đầy quần đùi, quần xịp, tất bẩn, chuyện tranh, đũa, thìa, thuốc lá hốt dở, không biết tích trữ từ bao nhiêu năm. Chiếc máy tính anh đang dùng thì cáu cặn bẩn, tàn thuốc lá, vết thức ăn dơ. Chăn màn gối cứ phải gọi là đen xì, rách nát, bẩn thỉu. Thùng rác hôi thối để cả tuần trời mới đổ. Mỗi lần tôi sang có dọn đi, nhưng chỉ được 1 đến 2 hôm thì vẫn y nguyên như cũ. Chồng tôi được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Những thứ nhỏ nhất đến lớn nhất đều được bố mẹ mua sắm mà không bao giờ phải đụng tay, đụng chân vào. Bố chồng tôi làm cán bộ nhà nước, chức cũng khá cao. Bố chồng muốn lo cho anh một công việc viên chức ổn định, nhưng chồng lại thích kinh doanh, không muốn luồn cúi bất cứ ai, vì vậy anh chọn kinh doanh đa cấp. Hiện tại chúng tôi cưới nhau đã được 6 tháng và về ở nhà bố mẹ chồng khá xa, cho nên tôi phải nghỉ việc cũ và xin công việc mới. Hiện tại tôi đã đi làm được 5 tháng. Trước khi cưới tôi cứ nghĩ chắc khi lấy tôi về chồng sẽ thay đổi, nhưng hóa ra không phải vậy, mà ra cái bẩn ấy nó đã là truyền thống, ăn sâu vào tận cốt cách, suy nghĩ, lối sống của anh ấy rồi. Cưới xong, chồng tôi là chúa ở bẩn, luộm thuộm. Hễ về tới nhà là anh vứt ngay giày trước cửa, mặc dù tôi đã sắp xếp hẳn một cái kệ giày để giày ngay lối ra vào. Thậm chí anh còn không thay quần áo, cởi tất trước khi nhảy chồm lên giường và liên miệng kêu: "Vợ ơi, lấy anh cốc nước, lấy anh thứ này, thứ kia." Khi tôi chưa kịp phục vụ, anh ấy bê nguyên ca nước uống ừng ực, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Mùa hè nhưng anh còn không tắm, mà ăn cơm xong anh liền nhảy bổ lên giường, ngủ luôn một mạch tới sáng, mai mới đi làm. Dù nhiều hôm tôi đã nhắc, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, anh không chịu nghe lời vợ. Sáng mai anh lại khoác lên mình bộ quần áo vừa mặc hôm kia. Nhìn anh bóng bẩy, đứng xịt nước hoa trước gương mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Không những chồng mà chính bố mẹ chồng, người đẻ và nuôi dạy anh cũng bẩn không kém cạnh anh. Hồi mới cưới, tôi cũng vui tươi với trách nhiệm dâu đảm. Sáng dậy tưới cây, quét dọn nhà cửa, lau bàn lau ghế, rồi đi làm. Tối đi làm về thì nấu cơm, rửa bát, rồi nghỉ ngơi. Ăn cơm xong thấy bàn bẩn là lau luôn, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Thế nhưng
cứ sau một buổi tối ngủ dậy, tôi lại thấy nhà cửa bừa bộn y nguyên như sáng hôm trước. Mỗi bữa cơm của gia đình chồng tôi ăn mà không rơi, không vãi một vài thứ xuống đất là không chịu được. Lắm hôm, chồng còn vứt hẳn thịt, cá xuống đất, cho chó mèo ăn. Ăn xong không bao giờ dọn đi cả. Ở nhà tôi ngày xưa, rơi một hạt cơm xuống đất cũng phải cúi xuống nhặt ngay. Không chỉ có thế mà thậm chí cả vỏ dưa hấu, hạt hoa quả, nắp hộp sữa chua cũng vứt xuống, rơi xuống nền nhà một cách hồn nhiên mà không ai buồn nhặt lên. Nhà chồng trước kia có 4 đến 5 đôi dép đi trong nhà, nhưng đôi nào cũng cáu bẩn, đen sì, rách nát. Lấy chồng về, tôi đem vứt hết, đôi nào còn dùng được thì cho lên sân thượng để lúc đi phơi quần áo, tưới cây cối. Mà mua về 5 đôi dép mới, mỗi người một đôi. Thế mà mỗi sáng ngủ dậy, tôi lại phải đi khắp 3 tầng nhà để tìm xem 5 đôi dép lưu lạc ở nơi đâu. Một chiếc dưới gầm giường, một chiếc gầm cầu thang, một chiếc lê la ra cổng. Mẹ chồng thấy thế ra điều thương con dâu, bà mắng bố chồng là ông này toàn đi dép ra ngoài đường làm bẩn. Thế mà 10 lần thì tôi thấy cả 10 lần mẹ chồng, chồng cũng như thế. Cùng là phụ nữ mà tôi không hiểu sao bà lại bừa bộn như vậy. Dép đi xong vứt đâu không biết, cứ về đến nhà là kêu loạn lên, dép tao đâu rồi. Rồi bắt tôi đưa đôi dép tôi đang đi đưa cho bà. Nhà vệ sinh ôi thôi vàng khè nước, nền nhà thì thường xuyên trong tình trạng bẩn thỉu, cống rãnh đầy tóc tai, thậm chí là que kem ăn hết, cậu em chồng cũng vứt luôn xuống nền nhà. Hồi tôi chưa về làm dâu, khăn mặt còn được treo ở cái móc treo quần áo, lúc nào cũng nhơn nhớt. Tôi thật sự rất mệt mỏi với việc hầu hạ một gia đình bẩn thỉu thành truyền thống như thế. Lắm lúc chỉ muốn đi làm cả ngày lẫn đêm, miễn là thoát được cái nhà bẩn thỉu này. Nhưng hỡi ôi, mỗi khi nghĩ đến cảnh tôi đi làm để nấu nướng cho mẹ chồng là tôi không thể nào không suy nghĩ. Tôi nghĩ đến chậu bát đũa, đến bãi chiến trường mỗi khi tôi đi làm về. Thực sự tôi quá chết, quá mệt mỏi và tôi đang nghĩ đến việc bỏ việc nhà. Không phải vì tôi lười mà vì tôi quá ức chế lối sống, cách sinh hoạt của gia đình chồng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Cứ làm như trâu, để rồi đâu vào đấy thì thà không làm còn hơn. Choáng với thói ở bẩn của nhà bạn trai ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Bước chân đầu tiên vào trong nhà, tôi đã sởn gai ốc khi cái nền nhà lát gạch men toàn đất cát lạo xạo. Bộ bàn ghế sofa màu ghi nhưng đã ngả sang màu vàng đục. Trên bàn uống nước, cốc chén cáu bẩn, đổ liểng xiểng. Có cả ít vỏ cam và vỏ lạc, ruồi mũi, bậu nhặng xị. Chưa hết, trên thành ghế, nào là quần áo, mũ nón, tất chân, vứt tung tóe ngổn ngang. Người yêu tôi thấy vậy cũng ngượng nghịu thu dọn. Tôi mới tới nhà anh lần đầu nên cũng không dám xông xáo dọn dẹp, sợ bị người ta đánh giá này nọ. Đưa mắt nhìn ra sân với những chai lọ, vỏ bánh kẹo cùng rác rưởi lỉnh kỉnh đã mốc meo từ lâu mà tôi bất giác rùng mình thêm lần nữa. Mẹ anh xuất hiện khiến tôi khá lúng túng. Trên tay bác là chậu quần áo đã được vắt khô, hình như là bác mang chúng đi đâu đó giặt rồi mang về. Sau này tôi mới biết bác mang ra cái ao nước tù gần nhà giặt cho đỡ tốn nước máy. Thảo nào quần áo của người yêu tôi rất nhanh ngả màu và có mùi tanh tanh, rất khó tả. Sốc hơn là khi tôi bước vào căn bếp để giúp bác làm cơm. Cái mặt bếp ga bám đầy dầu mỡ, có cả mấy hột cơm và vài cọng rau rơi ra đó. Cái bồn rửa bát bốc mùi hôi thối vì cái giỏ lọc lâu ngày không đem thay rửa. Những chai mắm, lọ muối, hạt nêm thì vứt lung tung vương vãi cả ra ngoài. Cái nền bếp dĩ nhiên còn bẩn hơn nền nhà, nồi niêu bát đĩa có lẽ ăn từ bữa trước còn vứt chỏng trơ chưa rửa. Thức ăn vừa mua về mà bác vứt ngay xuống đất,
dù có bọc túi ni lông nhưng bụi đất cũng dễ rất bay vào. Thú thực, sau lần ra mắt ấy, tự nhiên tôi ái ngại về cuộc sống tương lai nếu như tôi kết hôn cùng bạn trai mình. Nhưng cuối cùng vì tình yêu quá lớn nên tôi vẫn chấp nhận theo anh. Và những ngày tháng sống chung với gia đình chồng mà mình dọn đằng trước, có người bày đằng sau, chỉ kết thúc khi chúng tôi mua được nhà ra ở riêng. Có lẽ cái nếp sống đã ăn vào máu, thành thói quen thì muôn đời cũng không sửa được. Tôi chỉ còn cách dung hòa để đỡ mệt mỏi và bực mình. Cứ cuối tuần về thăm hai cụ là tôi lại tặc lưỡi dọn dẹp nửa ngày mới hòm hòm. Tôi cố gắng quét dọn, lau chùi cho kỹ lưỡng một chút, để sau một tuần quay lại, căn nhà của bố mẹ chồng vẫn không quá bẩn thỉu và lôi thôi. Vợ đã lười lại còn bẩn. Cứ mỗi lần nghe anh bạn đồng nghiệp mới cưới ngồi cạnh than khổ vì vợ bạn suốt ngày lau dọn, giặt giũ mà anh Hiệp cứ nín thinh, chẳng dám phàn nàn gì. Thậm chí từ sâu thẳm trong lòng, anh còn nhiều lần ước vợ anh cũng sạch sẽ vài phần như vợ của đồng nghiệp thì tốt biết mấy. Thật sự, nhiều lần vì sợ xấu chàng hổ ai nên anh mới không dám nói ra. Nhưng thẳng thắn mà nói, vợ anh lười và ở bẩn quá thể. Anh Hiệp cười khổ kể. Không phải mình muốn kể xấu vợ đâu, nhưng mỗi ngày đi làm về, dù nhà chẳng rộng để bày bừa nhiều, nhưng mình lúc nào cũng phải dọn dẹp cho nhà cửa gọn gàng. Nếu không chịu khó dọn dẹp phụ vợ mỗi ngày, dồn thành nhiều ngày, đến khi có khách bất chợt, vợ mình dọn không kịp thì bẽ mặt lắm. Bởi vợ mình bày bừa và ở bẩn, hình như ngấm vào máu rồi. Như sợ người đối diện không tin, anh Hiệp kể tiếp. Nếu không tin lời mình kể, cứ vào bếp nhà mình là được chứng thực liền. Nấu ăn xong, vợ chẳng bao giờ dọn dẹp ngăn nắp mà toàn để đủ thứ, nước mắm, muối, gia vị khác lung tung. Đồ ăn thừa, vợ cũng nhiều lần toàn quên để vào tủ lạnh. May mà mình biết tính vợ như vậy nên thi thoảng lại phải nhắc hay tự làm cho nhanh luôn. Cứ hôm nào mình quên là cái phòng bếp như một bãi chiến trường ngổn ngang. Đặc biệt, vợ anh Hiệp càng ngày càng ăn ở bẩn hơn kể từ khi có con nhỏ. Nhiều lần, chính mắt anh Hiệp nhìn thấy khi con bị sổ mũi, vợ anh chẳng nề hà gì hút nước mũi của con ngay. Thậm chí, nhiều lần nước mũi của con anh chảy ra, vợ anh lười đi lấy khăn giấy lau mũi cho con, mà tiện thể chạy luôn vào nhà tắm, lấy khăn rửa mặt của người lớn để lau. Nhìn thấy cảnh đó là đàn ông mà anh không khỏi rùng mình. Chẳng hiểu sao trước đây khi yêu, mình cũng thấy vợ sạch sẽ và điệu đà. Vậy mà giờ, vợ ở bẩn và bừa bộn khủng khiếp. Vợ bừa bộn thì mình có thể nhắc, song vợ ở bẩn mình lo ngại nhất. Bởi vì không biết như vậy, sau này vợ sẽ dạy con như thế nào. Mình chỉ lo, con bé xíu mà đã nhiễm tính không ngăn nắp, ở bẩn giống như mẹ nó thì chết. Anh Hiệp lo ngại nói. Đến nay, sau 4 năm kết hôn, dù xác định sống chung với người vợ như vậy, nhưng nhiều lúc anh Hiệp không thể tránh khỏi sự bực bội, mệt mỏi khi lấy phải người vợ ăn ở bẩn. Tuần nào mà mình không nhắc hoặc không tự tay dọn dẹp được thì y như rằng nhà mình cực kỳ khủng khiếp. Quần áo, chăn màn, vợ chẳng bao giờ gập, cứ vun vào một đống trên giường. Trong khi con gái thì vẫn thi thoảng tè dầm, khiến phòng bốc mùi khó chịu, cũng chẳng lau dọn hay chăm giặt giũ. Mình nhắc nhiều, dọn hộ vợ nhiều lắm rồi nhưng không thay đổi được. Có lúc mình cũng đành mặc kệ, sống chung với lũ đây nhưng vẫn cảm thấy khá mệt mỏi và chán ngán. Trong khi anh Trung cũng thuộc tuýp đàn ông sạch sẽ, nhìn thấy một sợi tóc rơi xuống sàn là anh phải tự nhặt, nhưng vợ anh thì lại bừa bộn khủng khiếp. Hằng ngày đối mặt với cách ăn ở của vợ như thế, anh Trung stress và chán ngán kinh khủng. Không biết vợ mình nhiễm tính lười và ăn ở bẩn của ai mà cô ấy làm cái gì cũng nháo nhào,
qua loa, đại khái cho xong. Tủ lạnh nhà mình vợ cứ để đồ sống lẫn đồ chín. Đã thế, vợ mình còn không bao giờ đậy lại hay bọc lại. Chạn bát của nhà thì vợ cũng ít chịu lau dọn để bụi bám đầy. Chén đũa vợ rửa cũng chẳng bao giờ rửa sạch. Nhiều hôm đi lấy bát ăn cơm, mình còn thấy cơm khô hay rau còn dính ở đầu đũa nữa. Anh Trung kêu lên, ngày như phòng khách nhà anh có bộ ghế salon rõ đẹp, nhưng vợ anh cũng không bao giờ lau chùi dù là lau qua. Một năm chỉ Tết đến vợ anh mới lau ghế một lần. Nhà tắm nhà anh cũng thường xuyên trong tình trạng siêu bẩn như vậy, vì hàng ngày vợ anh cũng rất ít khi lau cọ nhà tắm. Chính bởi thế, nhà tắm nhà mình mới xây lại có 2-3 năm nay. Ban đầu nhìn đẹp là thế, nhưng do vợ không chịu lau chùi nên cảm giác bị xuống cấp nhanh chóng. Anh Trung kết tội cho người vợ bẩn của mình. Nhưng chợt nhớ ra điều còn chưa kể, người chồng này kể tiếp. Đã lười như vậy mà khi nấu ăn của vợ cũng không thể ưa nổi. Các món chiên thì ngập dầu, ăn ngấy kinh khủng. Các món kho thì đầy nước mắm cho vào. Tuần có 7 ngày thì dễ đến 6 ngày bố con mình phải ăn đồ thừa của ngày hôm trước dư lại do vợ không biết định lượng nấu nướng. Đặc biệt, nhà có con nhỏ nhưng vợ anh Trung cứ thích nuôi cún cưng. Xong không bao giờ vợ anh chăm sóc nó chu đáo. Vợ mình cứ thích nuôi cún cưng trong nhà với lý do cho con bé nhà mình thích. Ừ thì đành rằng con thích. Nhưng vợ mình chẳng bao giờ chịu dọn dẹp nhà cửa. Lúc cún thay lông, khắp nhà đầy lông cún cưng, khiến mình rồ cả người. Có hôm, khi cho nó ăn, vợ mình còn tiện thể dùng đũa người ăn trộn cơm cho cún. Mình nhìn thấy vậy nhắc thì vợ bảo, kiểu gì chả rửa. Nghe vợ nói vậy mà nhiều khi mình phát rồ hết cả người. Anh Trung bực bội ra mặt, nói về người vợ ở bẩn và lười biếng. Người đàn ông này ngán ngẩm lắc đầu. Hình như phụ nữ mà ở dơ thì chẳng thể sửa chữa được ấy. Dù đã nhắc, đã làm đỡ nhiều lần. Được cái, vợ mình khá vô tư. Vì thế, nhiều khi cứ phải nghĩ tới cái tính vô tư, tốt tính của vợ để mà lấn át các tính khác. Xong nhiều khi bực mình lắm. Chẳng lẽ vợ ở bẩn quá lại không cho lên giường? Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Đôi Dép. Lâu lắm rồi ông bà mới đi chợ ga. Bà nằng nặc đòi mua cho bằng được đôi dép nâu siêu nhẹ. Ông không tiếc bà đôi dép, nhưng khốn nỗi cái giống này trời nắng không sao, cứ nhà nồm, trời mưa thì liệu chừng nó dở trứng. Bà đã bị một lần tai biến, ngã lần nữa thì gay. Ông gàn, đẹp gì, cái loại này giờ ai người ta còn đi nữa. Để tôi bảo con út nó chọn cho bà đôi dép da, đi vừa chắc chân lại vừa đẹp. Bà không chịu, nó giống y chang đôi dép thời còn trẻ mà bà vẫn thường ao ước. Mỗi lần qua chợ, bà chỉ dám đứng nhìn mà chẳng dám mua. Tiền nong ngày ấy dồn hết vào mấy đứa nhỏ, ăn chẳng đủ no. Thành ra đôi dép là mơ ước theo bà bao nhiêu năm. Rồi đột nhiên người ta chẳng bán nữa. Đến hôm nay bà mới lại nhìn thấy. Bà khăng khăng mua. Ông lại rất sợ bà nổi cóng. Cuối cùng đôi dép nâu siêu nhẹ tòng teng trong cái túi bóng treo trên ghi đồng theo ông bà về nhà. Bà đã sang tuổi 70 nhưng da bà lúc nào cũng hồng hào. Tuyệt không một vệt tàn nhang hay đổi mồi. Mái tóc trắng phơ như cước, đôi mắt lúc nào cũng nheo nheo như muốn cười. Mà công nhận đôi dép bà chọn thật xinh, trông nó hợp với bà lắm. Chỉ có điều từ ngày có đôi dép mới, hễ bà ra vườn là ông lo nơm nớp. Bà bước một bước là làm ông như vô tình theo sau một bước. Mấy lần bà suýt ngã, may có ông đỡ kịp. Mỗi lần như vậy, ông lại bảo bà bỏ đi, nhưng bà vẫn không nghe. Tính bà như thế, mấy chục năm rồi chẳng khác. Việc ông chiều bà, mấy chục năm nay cũng vẫn vậy, chẳng khác. Chiều khi mặt trời uể oải, tuột xuống ngọn những đặng tre, bà mới thong thả đi tắm.
Hai thùng nước giếng ông xách sẵn từ trưa đã lặng như gương, nước trong vằn vắt. Trước mỗi lần đi chợ về, bà đi thẳng ra giếng, dội nước ào ào cho thỏa cơn nóng. Nhưng chừng 10 năm nay, bà không chịu nổi cái lạnh. Bà vào nhà tắm, ông cầm cái khăn theo. Chiếc khăn đã tuột hết bông, chỉ còn lại lớp sợi, nhưng bà vẫn thích. Bà bảo Kỳ vừa mềm, vừa sạch. Từ hồi lấy nhau đến giờ, hễ ông đi vắng thì thôi, chứ ở nhà kiểu gì, ông cũng kỳ lưng cho bà. Với ông bà, đấy là khoảng thời gian bình yên, rảnh rỗi nhất trong ngày để ông bà nói chuyện. Bao chuyện trong ngày lúc bà đi vắng, chuyện làng, chuyện xóm, chuyện nhà, ông cứ rủ rỉ kể cho bà nghe. Ông kém bà chưa đến một tuổi, nhưng ai cũng khen ông trẻ. Bạn ông đến nhà toàn trêu, Thành ơi, chị gái đâu rồi? Ban đầu bà cũng giận, nhưng sau chỉ cười. Có gì mà buồn bực, lấy được chồng trẻ, đẹp trai, lại hết mực yêu thương bà còn mong gì hơn nữa? Có với nhau đã bốn mặt con, nhưng chưa một lần ông nặng lời với bà. Chuyện vợ chồng đánh lộn, cãi chửi nhau, tuyệt nhiên chưa một lần ông bà trải qua. Mỗi lần bà to tiếng, ông chỉ chắp tay đằng sau đi sang hàng xóm chơi lẩm bẩm. Cho bà ấy ở nhà một mình, muốn nói gì thì nói. Cả xóm bảo chỉ có bà là sướng nhất. Ngoài việc đi chợ bán hàng, về nhà bà không phải động tay vào bất cứ việc gì. Mọi việc đã có ông lo liệu. Nhất là từ khi ông nghỉ hưu, bà cô con gái đi lấy chồng, cậu con trai duy nhất thì làm ăn xa. Ông lấy việc chăm sóc bà làm niềm vui. Ông vẫn bảo với bà, ăn ở phải có đức thì sau mới được hưởng phước. Có lẽ thế nên ở với ông bao năm, nhưng bà chưa từng thấy ông xích mích với ai bao giờ. Bà vân tịnh cãi nhau với cả xóm, ai động chạm mảy may bằng cái móng tay thôi là bà Vân cũng chửi. Có lần vì hiểu lầm nhỏ, ngày nào bà Vân cũng chu chéo chửi sang. Bà bực lắm, định nói lại vài câu nhưng ông cản, chỉ thủng thẳng. Tiếng chửi là tiếng hát, chỉ cái tát mới thấy đau. Mọi điều lành trong nhà cũng theo ông mà rủ nhau tìm đến. Bà được cái nhanh nhẹn tháo vát, thời bao cấp khó khăn, bà bỏ thương nghiệp về nhà chạy chợ, lo cho bốn đứa con ăn học, công to việc lớn đằng nội, đằng ngoại, một tay bà thu vén. Bà vốn khẩu xà tâm Phật, bề ngoài trao chát, nhưng trong bụng thì sởi lợi, không tiếc ai thứ gì. Nhà ông nghèo, nhưng ai bà cũng quý trọng. Bố ông chỉ ao ước đôi cánh áo ngủ, bà sẵn sàng đem bán đôi khuyên vàng là của hồi môn đi, may áo biếu ông. Mẹ ông ra chợ chơi với bà hiếu lễ, một điều mẹ, hai điều con. Lúc quả xoài, lúc cốc chè đỗ đen thơm mùi dầu chuối, khiến bà cụ mát lòng mát dạ. Đến lúc gần mất, hai bàn tay bà cụ cứ khư khư ôm lấy cặp quần. Con cháu nói thế nào cũng nhất định không chịu bỏ tay, chỉ một hai đợi bà về. Lúc bà về đến nơi, mọi người đứng vòng quanh tò mò đợi xem bà cụ giấu gì cho con dâu mà kỹ thế. Bầm, con về rồi. Nghe tiếng bà cụ trở nên linh hoạt, ra hiệu cho bà lại gần. Từ từ lật bàn tay ra, thều thào. Cầm lấy, mẹ mày cầm lấy. Bà rơm rớm lần cặp quần bà cụ. Cả sấp tiền nhưng cộng lại chưa đầy 50 bạc. Bà rớt nước mắt cầm nắm tiền trong tay, nhìn mẹ chồng từ từ ra đi trong nụ cười nhẹ nhõm. Bà nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế mây ông mua cho bà, để xem tivi cho đỡ mỏi. Ông ngồi bên nhâm nhi từng ngụm nước vối. Bà đặc biệt khéo khi hãm nước vối, nước xanh, vị thanh lại mát. Ông uống mãi đầm nghiện. Ngày nào không được ngụm nước vối của bà, ông cứ thấy nhạt mồm, nhạt miệng, không yên. Xem thì xem đấy, nhưng thi thoảng bà lại quay sang nói vài câu bâng quơ với ông. Đột nhiên ông gọi bà nhăn nhó. Bà này, cái lưng tôi sao đau quá, đau veo cả xương sống, không ngồi được thế này. Bà nhổm người sang phía ông. Sao thế, ông lên giường nằm tạm một lúc.
Chưa kịp dứt câu thì ông đã nằm vật ra ghế. Bà vội điện cho con rể mang xe đến đưa ông vào viện. Sớm hôm sau, cô con thứ mới chở bà vào thăm ông. Lúc bà vào đến cửa, cũng là lúc điện não đồ của ông xuất hiện những đường đẳng nhiệt. Hơi thở của ông yếu dần, chân tay mềm nhũn, ông rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Tiếng kêu khóc váng phòng, bà lao đến cầm tay ông lắc gọi. Anh Thành ơi, anh bị làm sao thế này? Phép màu như vụt đến, ông dần tỉnh lại, khẽ mở mắt nhìn bà. Ở bên ông được nửa buổi, bệnh viện chỉ định ông phải về điều trị ở Hà Nội do trường hợp hở van tim của ông quá nặng. Xong cả nhà giấu nhẹm không cho bà biết bệnh thực của ông. Chỉ nói ông bị tim biến chứng khiến chân bị liệt phải về Hà Nội mổ. Lúc đặt ông lên cáng chuyển lên xe, ông khẽ vỗ vỗ vào tay bà. Bà không phải lo đâu, tôi về dưới đấy người ta mổ chân cho tôi, mấy ngày khỏi rồi tôi về. Bà sụt sịt bám theo xe ông dặn, ông cố gắng điều trị lấy mấy hôm rồi về. Ông đi chữa bệnh, bà nóng ruột đứng ngồi không yên, lúc nào bà cũng nghĩ đến ông. Từ ngày ông đi, ngôi nhà trở nên trống trải, màn hình tivi đen ngòm, ở nhà toàn ông bật sẵn, bà xem kênh nào ông bấm chuyển. Không có ông, bà không biết điều khiển cái tivi ra làm sao nữa. Bà đi ra đi vào, ăn chẳng thấy ngon, ngủ toàn giật mình tỉnh giấc. Nửa đêm bà thấy ông về, ông giơ tay vén cửa màn, mặt ông trắng bợt, ông nhìn bà chăm chăm, dặn đúng một câu. Bà nhớ giữ sức khỏe, rồi buông màn đi ra phía cửa ngách. Bà nằm nhìn theo ông mà không tài nào ngồi dậy được để mà chạy theo, hỏi xem ông bệnh tật thế nào, có đỡ nhiều không. Cơ thể bà như bị buộc cứng vào chiếc giường, không sao nhúc nhích. Bà giật mình tỉnh dậy, trán vã bởi mồ hôi. Chưa bao giờ bà lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như thế. Bà có cảm giác không yên. Bà bấm máy điện cho con, nhưng không thấy đứa nào nghe máy. Rồi bà nghe có tiếng gõ cửa. Đêm hôm ai lại đến tìm bà? Bà run run lần ra phía cửa. Ai đấy? Có tiếng người nói vọng vào. Chị Loan ơi, chúng em đây, chị mở cửa cho chúng em. Bà nhận ra giọng của dì Năm, dì Sáu mới dám rút then cửa. Thấy hai dì đột ngột đến nhà, bà lo lắng. Nửa đêm các dì đến có việc gì thế? Chúng em sợ chị ở nhà một mình buồn nên đến ngủ với chị thôi. Bà càng thấy lạ, bao năm nay có bao giờ các dì lại cùng đến ngủ với bà đâu. Bà gặng hỏi, nhưng hai dì cứ nói quanh rồi lảng sang chuyện khác. Lát sau điện thoại réo vang, thằng Linh khóc tu tu bên đầu dây. Bố mất rồi mẹ ơi. Bà nghe như sét đánh ngang tai, thót gan, thót ruột. Thấy bà trực ngã, hai cô em dì vội chạy lại đỡ bà vào giường ngồi. Linh tính điểm chẳng lành đã thành hiện thực. Bà chạy ra đường gào khóc, như thể ông vừa mới đi ra đó. Bà vừa chạy vừa gọi. Anh Thành ơi, sao anh lại bỏ lại em mà đi? Mọi người ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mới hỏi. Ông Thành đi đâu hả bà? Bà nức nở, ông nhà tôi mất rồi. Mọi người ngã ngửa, lục đục gọi nhau dậy kéo sang nhà bà. Khiêng chiếc giường ông vẫn nằm trong buồng ra gian ngoài để đón ông. Bà lăn ra bất tỉnh. Trong cơn mê sảng, bà không ngớt chửi bới mấy đứa con, không chịu cho bà biết sự thật. Bệnh viện Trung ương đã chuyển trả ông về bệnh viện tỉnh hơn 2 ngày nay mà không một ai chịu nói cho bà biết. Không đứa nào chịu đưa bà vào với ông, không cho bà nhìn ông, nói với ông một lời nào cả. Chắc cứ thế bỏ đi không đành nên ông mới hiện về mà gặp bà đấy thôi. Cứ tỉnh là bà gọi tên ông, kiệt sức bà lại lịm đi không hề hay biết. Tổ dân phố xuống vào, mỗi người một chân một tay, như thể nhà họ có đám. Hai đêm liền cả xóm gần như thức trắng, ngồi kín hai bên đường từ nhà bà ra tận đầu xóm. Mắt ai cũng đỏ hoe, họ thương ông tốt người tốt nết, vậy mà đi đột ngột, không để cho ai chào một tiếng. Sau đám tang ông, bà ốm cả tháng, con cháu chạy vậy khắp nơi lo thuốc thang cho bà.
Có thời gian bà gần như lẫn thẫn, nhớ nhớ quên quên. Nhiều hôm đi tắm, bà vẫn gọi, ông ơi, kỳ cho tôi cái lưng. Không thấy ai trả lời, bà mới chợt nhớ ra ông không còn nữa. Mấy cô con gái bàn nhau đưa bà về ở cùng mỗi đứa một thời gian cho khuây khỏa, xong bà không nghe. Bà muốn ở lại với những gì gần gũi nhất. Từ con dao thái thịt, cái nạo mướp đến cái tivi, đầu cũng có dấu tay ông. Trời mới nhập nhoạng tối mà con đom đóm to bằng đầu ngón tay trỏ cứ vòng ra vòng vào rồi bay vào buồng ngủ của ông bà, đậu ngay trên đầu giường. Chỗ trước kia vẫn để chiếc đài chạy băng ông mua cho bà để nghe kinh Phật mỗi khi đi ngủ. Bà giật mình lẩm bẩm, thôi chết, tôi có lỗi với ông rồi, đúng là tôi có đem cho chiếc đài của ông, nhưng mà tôi cho chú Thao, em trai ông, chứ có cho ai. Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ thắp hương xin phép ông. Nén hương vừa đỏ lửa, thì cũng là lúc con đom đóm xà vào vai bà, rồi bay thẳng ra phía cửa. Bà nhìn vào di ảnh ông tủm tỉm, cái ông rõ là. Trăm ngày ông, cả bốn đứa cùng về, cơm nước xong xuôi cô cả mới đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm nói với bà. Hồi bố còn sống, tiền lương sau khi chi tiêu, bố gửi tất lên cho con gửi tiết kiệm. Phòng mẹ có mất trước, còn có tiền lo liệu. Nay bố mất rồi, thời hạn gửi cũng vừa tròn, còn rút ra gửi lại mẹ. Bà rưng rưng cầm cuốn sổ. Lúc ông còn sống, bà cứ trách ông không biết bòn góp, có đồng nào tiêu hết đồng ấy, chả chịu dành dụm phòng lúc ốm đau. Ông chỉ cười qua quýt, lúc chết có mang được đi mà giữ. Bà lấy gấu áo quệt dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đã chuyển màu mờ đục. Sao ông không để bà đi trước? Khi còn sống lúc nào ông cũng chiều bà, nhường nhịn bà mọi nhẽ. Sao ông không chịu nhường bà nốt lần này đi? Mấy nay dở rồi, bà thấy người khó ở. Bà điện cho thằng Linh về với bà. Bà muốn trao toàn bộ giấy tờ đất đai, nhà cửa cho nó, để sau còn hương khói. Ba đứa con gái, đứa nào cũng đã có phần. Hồi ông bà còn khỏe, bao nhiêu của cải làm ra, ông bà đều com cóp tích trữ. Đứa nào đi lấy chồng, ông bà cũng cho chút của hồi môn, không đứa nào hơn đứa nào cả. Chỉ còn miếng đất này, ông bà quyết giữ cho thằng Linh. Bà biết chắc nó sẽ chẳng về đây ở, bởi công việc, nhà cửa, vợ con nó ở hết trên Lào Cai. Nhưng nó là con trai duy nhất, bà phải giao lại cho nó. Vậy mà sau khi nghe rõ ý nguyện của ông bà, nó lại buông một câu làm bà chưng hửng. Con không lấy đâu, mẹ có bán thì con mua. Chỉ vì câu nói ấy mà bà giận nó hàng tháng trời. Nhưng mặc cho bà giận dỗi, nó vẫn không chịu nhận ngôi nhà. Chỉ đến khi bà chịu ký vào hợp đồng mua bán nhà, nhận đủ số tiền nó đưa, nó mới rành rọt nói với bà. Căn nhà này bố mẹ phải vất vả cả đời mới có được. Nhà có bốn chị em, con nào cũng là con. Con không muốn vì mình là con trai mà nghiễm nhiên hưởng hết. Con muốn mẹ bán để có chút lộc chia đều cho con cho cháu. Nghe thằng Linh nói, bà giãn gan giãn ruột. Mấy trăm triệu bà đem cho cháu nội, cháu ngoại, rồi cho nó một phần. Cuối cùng đâu cũng vào đấy. Nửa số tiền bán được cũng lại cho vào bốn con nhà nó thôi. Nhưng bà hởi lòng, hởi dạ. Thằng Linh của bà bây giờ đã trưởng thành, đã biết lo nghĩ. Không phải để cho ông bà phải long đong, lau nước mắt vào tù thăm nó vì tội đánh người như mấy chục năm về trước. Sau đó, thằng Linh quyết định cắt nửa số đất cho con trai chị gái cả, để nó ở cạnh tiện chăm bà. 4 mét còn lại, trước mắt bà ở, sau sẽ giữ làm nhà gốc để còn hương khói. Nó còn khoe với bà, nó đang kỳ công cho xây một phòng trưng bày của gia đình. Rồi tất cả những đồ đạc của ông mà bà đang giữ, từ những bộ quần áo mà ông thích mặc, đôi dép mà ông hay đi, chiếc mũ mà ông vẫn đội, sau này nó sẽ mang tất lên đấy, treo vào tủ để nó, vợ con nó hàng ngày vào ngắm mà nhớ đến ông. Thế rồi tội tình cũng từ đôi dép mà ra. Giờ đang giữa tháng 6 âm, nhưng do nhuận một tháng nên trời ngâu suốt. Mấy ngày liền mưa tầm tã không ngớt.
đám rêu gần giếng cứ trơn tuồn tuột. Bà đã định đi đôi dép nhựa con cả mua cho hôm trước, nhưng nhớ đến ông, bà lại xỏ chân vào đôi dép nâu đi ra vườn. Rõ khổ, trời mưa nom lũ gà đến tội, con nào cũng ướt lướt thướt, diều lép xẹp, nhảy ra nhảy vào tìm cách ăn. Bà xúc bát thóc lần ra phía chuồng gà quải cho chúng ăn, đang dở dẫm thì oạch một cái, mắt mũi bà tối sầm. Bà chỉ kịp chống tay trái xuống đất để khỏi bị đập mặt xuống. Bà gượng đứng dậy đi vào nhà. Cái cổ tay ban đầu chỉ hơi đau đau, bà bóp cao được một lúc thì nó cứ thế sưng vù lên. Hôm sau con cả đưa bà vào viện chụp chiếu thì bác sĩ bảo bà bị bong gân. Thế là đống thuốc nam được thể nằm trình ình trên cổ tay bà mấy ngày liền. Chỉ khổ cho mấy đứa con đứa cháu, bận công việc mà suốt ngày cứ phải điện đóm, rẽ ngang rẽ dọc để thăm nom bà. Ngồi một mình trong căn nhà vắng, bà lần ra phía ban thờ, thắp thêm một nén nhang. Khuôn mặt ông vẫn thân thuộc như ngày nào, nhìn đôi mắt ông như đang cười với bà, lòng bà thêm ấm áp. Bà thì thầm nói chuyện với ông. Ông ơi, ông biết tính tôi rồi đấy, bình thường con nó có trách tôi cũng mặc. Đôi dép này gắn với tôi và ông nhiều kỷ niệm lắm, tôi không bỏ nó đi được. Nhưng thôi, từ hôm nay tôi sẽ cất nó đi làm kỷ niệm, kẻo ngã lần nữa lại khổ con cái ông ạ. Từ lúc cất đôi dép vào tủ, bà cứ thấy mệt trong người, rồi bà ốm nặng, không nhúc nhích đi lại được. Đôi lúc bà có cảm giác nghe rõ tiếng ông gọi, dục bà đi theo. Tấm hình ông bà chụp chung treo trên tường cứ vật vờ trong trí nhớ. Thi thoảng, bà đưa mắt ra phía ngoài cửa, nơi cây ngọc lan già cỗi đã ở đó với ông bà mấy chục năm nay. Thân cây đã mốc thách, cành xù xì khẳng khiu. Đáng lẽ mùa này đang trổ hoa trắng muốt, hương thơm ngào ngạt, nhưng từ hồi ông mất, hoa nở cứ thưa dần. Mấy bữa nay, cây ngọc lan già đồng loạt đổ lá vàng, cành lá ủ rũ. Mặc dù con cháu thay phiên nhau tận tình chăm sóc, nhưng sức bà cứ yếu dần. Cả ngày, bà chỉ húp được nửa bát cháo loãng, bà thấy khó ở. Con cháu các nơi lục đục kéo về. Đến ngày thứ tư thì chúng nó về đông đủ. Tất cả đứng vây quanh, đứa quạt, đứa xoa bóp chân tay cho bà. Bộ ngực lép kẹp của bà nhô lên nhô xuống theo từng nhịp thở chậm chạp, nhưng khuôn mặt bà vẫn hồng hào rạng rỡ. Bà cầm tay con cả, con thứ, thằng ba, con út, rồi dặn dò từng đứa cháu. Bà chỉ vào chiếc hộp gỗ khảm chai để trên bàn thờ, trong đó có bản di chúc bà đã làm sẵn. Số tiền còn lại sau khi bán nhà, bà lại chia đều cho các cháu. Còn một chút, bà dành riêng để lo hậu sự khi bà nằm xuống. Thấy con cháu nước mắt ròng ròng, bà xua tay. Đừng khóc, đã đến lúc mẹ phải đi thăm bố con, lâu quá rồi. Nói rồi, bà chậm chậm rụt hai bàn tay về, bắt chéo để lên bụng, mặt bà hướng về phía ban thờ, nơi ông của bà đang ở trên đó. Ánh mắt bà phút chốc rời thực tại, bà nghĩ đến một ngày đôi dép xốp màu nâu của bà sẽ ngay ngắn nằm sát cạnh đôi dép nhựa giả da của ông trong chiếc tủ kính trên tầng thượng nhà thằng Linh. Bà khẽ mỉm cười mãn nguyện, mi mắt bà bỗng nhẹ tênh rồi từ từ khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!